Xin chào anh em nha, lại là mình đây, Boy Fan đây. Hôm nay mình làm cái video clip này, mình bắn cá, mình sử dụng đạn đôi và hồng tâm liên tục ha. Xem anh em thấy có ăn hay không nha. Rồi anh em rút ra cái bài học kinh nghiệm cho mình nha. Mình sử dụng hồng tâm và đạn đôi liên tục luôn, nói chung là ô tô luôn, chơi là chơi tự động nha anh em, để xem y cá nó có cho mình ăn hay không, anh em xem anh em biết nha. Đó, cứ hồng tâm và đạn đôi liên tục, cái con nào boss nhất thì mình bắn. Đó, nói chung là mình cũng bắn á, còn kể cả là con phượng hoàng lửa nè, thần tài nè, tiên cá nè, rồng nè, cua nè, mèo hần sấm nè, cá bự cá nhỏ gì mình quất hết luôn. Thử xem đi, cá nó cho mình ăn cái kiểu mà chơi tự động này không anh em nha. Theo mình nghĩ là nó không cho ăn đâu anh em. Nói trước cho anh em biết luôn là vậy nha. Bắn ô tô tự động là không bao giờ ăn. Để mình bắn thử trong vòng khoảng mười mấy 20 phút, anh em xem nha, rồi rút ra cho mình một cái bài học kinh nghiệm để mình bắn nha. Mình lựa chọn cái cách bắn nào tối ưu nhất thì mình chơi nha anh em. Tất nhiên mình bắn cá mình sẽ chia sẻ những cái nào mà mình đúc kết được, những cái nào mà mình rút ra bài học kinh nghiệm ha, để mình chơi y cá nha. Chơi y cá này chơi vui vẻ thôi, cũng chả có gì rút kinh nghiệm gì vậy đâu. Nhưng mà những anh em nào mới chơi thì mình nên cũng xem vài cái video anh em bắn như cách bắn như thế nào ha. Chứ còn anh em có nhiều item, có nhiều vàng ha, rồi có nhiều hồng tâm, có nhiều đồ chơi, có nhiều đạn đôi ha, rồi anh em vô anh em bắn tự động không bao giờ ăn được. Kể cả anh em bắn tự động không cần điều chỉnh, cứ để tự động nó dí được con gì nó dí á. Nó con gì là bự nhất trong bàn nó dí. Nó dí nó bắn hay còn đó, thử các anh em ăn hay không nha. Mình chơi nè, tự động không, ô tô tự động, tất nhiên là cũng có ăn có thua, nhưng mà là chỉ có quề vốn thôi anh em, quề vốn với thua nha, hoặc là ăn chút đỉnh thôi, chứ nó không bao giờ nó cho mình ăn nhiều đâu anh em. Nếu mà cho ăn nhiều cái ạt của mình nè, mình cứ chơi tự động thôi, là tự vàng nó lên, nhưng mà không có được đâu nha anh em, không bao giờ được chơi tự động mà nó cho ăn đâu. Nó kìm hãm lại, nó ghim cái ạt của mình như thế nào mình không hiểu, nhưng mà bắn tự động không thể ăn được đó. Ở khi mình chơi là mình tập trung mình chơi, ví dụ mình chơi đạn đôi, mình lựa con nào gần nhất, cái con nào, con cá nào hay con boss nào gần nhất mình thành bắn thì có cơ may ăn nha anh em, chứ còn tự động là không thể ăn được nha. Đó là mình nói trước luôn rồi, để anh em thử nghiệm, anh em xem hết video clip này rồi anh em sẽ biết ha, ăn là thua nha. Rồi anh em cứ xem đi, nó rất là trâu nha anh em, cứ bắn tự động nó rất trâu luôn. Thậm chí mình bắn tự động đạn đôi á, mà mình không ăn được con cá đó, mà các bạn bắn bằng tay đó, không có sử dụng hồng tâm á, mà các bạn bắn chết. Mình sử dụng hồng tâm đạn đôi mà cá không chết, mình cũng chả biết lý do gì luôn, chứ không phải là hồng tâm đạn đôi nhiều cái mình vô mình chơi xả láng mình ăn đâu anh em, không có đâu. Nếu mà được như vậy, mình nói thật với anh em là đây nè, cái ạt này nè, mình cứ chơi là coi như là tự động, chơi tự động mình tiếng hay tiếng đồng hồ, mà nếu mà ăn ha là mình để chơi tự động liên tục luôn, nhưng mà nó không được anh em, không ăn được đâu. Tất nhiên là cá nó cũng chết á, nhưng mà nó ghim cái ạt của mình hay sao mình không hiểu, không thể ăn được anh em, chỉ có quề vốn với lại lỗ chút đỉnh, hoặc ăn mà chút đỉnh thôi, chứ không bao giờ mà ăn được. Cái này là mình bắn đạn 20 thôi, để mình bắn thử nghiệm để cho anh em xem nha, chứ còn mà bắn tự động mà đạn lớn là hồi đã đảo anh em. Bắn ô tô tự động như thế này nè, đạn lớn 1-2B mà bắn là 500k một mê thì chút ra đảo trong vòng 15-20 phút là đảo, nó đi hết mấy trăm mê cả cả bê luôn anh em, chứ không phải là dễ ăn đâu.
Với lại á, mình nghĩ là Thu không ăn được là lý do như thế này nữa nè. Có nghĩa mình để tự động á, thì bắt đầu đạn nó bay ra, cá không có, là cái con cá nhỏ, một con cá nhỏ, con cá nóc hay con cá chim gì đó, nó ra thì bắt đầu mình tự động mình bắn đạn đôi, thì nó ăn con cá chim, nó xuyên qua rồi bắt đầu đạn của mình nó bay ra ngoài, nó không trúng con cá nào hết, đó là nó phí đạn, mà nó phí nhiều viên đạn như thế là mình thua. Mặc dù mình có ăn một vài con boss đi chăng nữa thì vậy là chỉ có thua về vốn và ăn chút đỉnh thôi, tại vì mình bắn tự động vậy là rất phí đạn này anh em. Anh em xem nhé, đó đạn nó bay tứ tung, nó đâu có trúng cá đâu, đó, nó bay tứ tung hết đó. Đó anh em thấy nè, thấy chưa, nó dội vách tường nó ra, anh em thấy không? Đó như vậy là thấy phí bao nhiêu rồi đó, nó phí bao nhiêu đạn, bao nhiêu vàng anh em đó. Cho nên là anh em cũng không nên bắn tự động nha. Mình làm cái clip này để là rút kinh nghiệm anh em nào bắn tự động là không ăn được đâu. Có thể là mình sử dụng hồng tâm trong cái lúc mình ăn được cái con đạn tam vĩ, hoặc là mình bắn đạn đôi trong cái lúc mình bắn cái con boss, sau đó mình trở lại bình thường ha. Trở lại bình thường mình bắn đạn bình thường, chứ đừng có sử dụng hồng tâm nha anh em. Sử dụng hồng tâm mà phòng nó trống á, là đạn nó dội với bên vách á, vách ngang vách dọc vậy ha, là nó phí đạn nhiều màng như thế, nó nhiều màng như thế thì mình sẽ thua vàng thôi anh em. Đó, cái lý do là như thế đó anh em ha. Anh em xem mà anh em đó, chơi lâu thì anh em cũng biết rồi đó. Anh em bắn tự động thử rồi có ăn hay không mà anh em là biết ngay. Theo mình bắn tự động, bắn là sử dụng hồng tâm và đạn đôi liên tục như thế này không thể ăn được. Thì mình nhắc lại như thế ha. Anh em xem nha. Xin mời anh em xem hết khoảng mười mấy phút, 20 phút thôi. Mình bắn trong vòng 20 phút nha. 20 phút xem anh em thấy ăn thua như thế nào nha. Vàng của mình là đầu tiên là một bê lẻ 30 đi. Đó, một bê 30 mươi. Đó, chứ không nhiều. Nhưng mà cuối cùng ha, bắn trong vòng 15 phút anh em xem có ăn không. Nãy là một bê 30 phải không? Một bê 30, giờ còn một bê 11 rồi. Đó, mới bắn tự động mới có 5 7 phút rồi. Mà nó mất hết đó là hết 20 30 mê rồi. Trong đó nó phí thì cũng cả chục mê đó. Nó phí là bắn đạn văng ra ngoài anh em không trúng cá đó. Có nghe tự động là đạn nó xuyên chết con cá, bắt đầu đạn dư nó bay ra ngoài. Anh em xem anh em biết ha. Mặc dù là cũng có chết một số con boss ha. Rồng cũng có chết nè, rồi là mèo hằng sấm cũng có chết nè. Chỉ có cua không chết thôi. Tất nhiên cua chết thì sẽ lời rồi anh em. Nhưng mà cua không chết, cua cũng khó chết lắm. Cua không chết đâu. Cua rất khó chết nha anh em, chứ không phải dễ ăn nữa đâu. Mình cứ bắn này, bắn vô tư, nhả đạn liên tục, bung đạn bảo đạn luôn. Nó trơ thì tốn vàng thôi chứ nó không chết đâu anh em. Cua bắn có khi mấy ngày trời không chết con cua. Cua dạo này nó hút gì lắm anh em, cua nó không chết. Mình vẫn bắn đạn tự động nha anh em, hồng tâm và đạn đôi đó. Hồng tâm và đạn đôi liên tục. Thử xem anh em xem ha. Bây giờ còn có một bê rồi, mất hết 30 mê rồi anh em. May là bắn đạn có 50k đó nha. Đạn 50k đó. Đạn 50k. Chứ mà cỡ mà đạn mình qua, nếu mà ăn liên tục như thế này thì mình sẽ ăn ăn được cái con đạn tam vĩ, quất luôn cái con cá hổ săn mồi, ăn 1-2 con phượng hoàng lửa, tiếp tục với con rồng. Con rồng nó không chết thôi chứ nó chết là lời anh em, nó không chết, nó khó chết lắm con rồng. Con rồng và cái con mèo hằng sấm này nè, khó chết lắm. Qua bạn kia bắn được con cua, thấy đã quá, mình chụp hình lại luôn. Đó, con cua đó là đạn, hình như bạn ấy bắn đạn 20 thì phải, xin vía, bạn ấy bắn đạn 20 đó nè, bắn đạn 20 là chết con cua ha, khoảng 100 mê. Cua thì lâu lâu nó cũng chết nha anh em, chứ không phải không chết, nhưng mà khó chết thôi.
hôm nay mình bắn mới thấy chết cái con cua, cách đây 2-3 ngày tới ngày này bị thấy chết con cua, chứng tỏ là cua nó rất trâu nha anh em. Bây giờ mình lên được một bơi lẻ 50 mê, tiếp tục mình bắn nha anh em. Anh em xem trong vòng khoảng 10 phút nữa thôi để xem là ăn thua nha anh em. Mình lưu ý với anh em không nên bắn tự động. Thí dụ mình bắn, mình dí cái con phượng hoàng lửa, hay mình dí con đạn tam vĩ, dí con mèo hoàng sấm, con rồng gì đó, con cua gì đó, anh em sử dụng hồng tâm thôi. Còn bình thường là anh em trả về bình thường nha, chứ đừng bắn tự động nha. Câu nghĩa là tự động mình ấn, hay là ấn mình giữ đó, mình ấn mình giữ là nó ra cái tích xanh đó, tích xanh đó là tự động đó anh em, ra cái tích xanh đó như trên màn hình đó. Tích xanh ấn giữ là ra tích xanh là nó tự động nha anh em. Cũng tùy lúc mình tự động anh em, chứ không phải mình tự động liên tục không mà ăn nổi đâu. Anh em chơi y cá lâu ngày lâu năm chắc có lẽ cũng rành lắm rồi. Cái này là mình chia sẻ với những anh em mà chưa biết thôi ha, chứ còn anh em chơi lâu rồi chắc là cũng có ít nhiều kinh nghiệm để chơi bắn cá vui vẻ. Bắn cá này chủ yếu giải trí anh em, chơi giải trí xả stress, công việc hàng ngày, ban ngày có khi bận rộn rồi có lúc mình cũng bực bội trong người do áp lực công việc này kia, thì mình có cái trò chơi game, thì trò nào mình chơi trò đó. Ở đây thì mình chơi bắn cá ha, ở đây mình chơi bắn cá cho vui, với lại là mình chơi cũng lâu rồi, cũng đã lâu, cho nên là cái tích lũy cái item cũng tương đối nhiều ha, anh em nhìn là biết rồi đó. Đạn đôi là khoảng 52-53 ngàn đạn đôi ha, còn hồng tâm là khoảng 10-20 á, còn bom thì cũng quá trời luôn, bom thường cũng có, bom là siêu bom cũng có đó. Đây là tổ phòng này là toàn là bắn tự động không anh em, toàn là bắn sử dụng hồng tâm không, mà cá nó trời 4 người mà sử dụng hồng tâm hết, cá nó siết lại liền anh em. Y cá nó cài đặt nó không biết như thế nào, cái thực toán mình không hiểu em, nó sẽ siết lại cá rất trâu luôn. Anh em để ý đi, vô mà 4 người chơi hồng tâm hết, hồng tâm đạn đâu hết, cá nó tưng, nó không chết anh em, chứ không phải là cá nó chết ngọt đâu. Con rầm 4 người sử dụng hồng tâm hết, đạn đâu hết, không chết đâu, nó lũi vô rồi. Cho nên đó là anh em chơi cũng lưu ý anh em, tất nhiên là chơi nhiều có kinh nghiệm, tất cả các cái món chơi trong bị cá này là mình đều thử nghiệm qua hết, thử xem mà cá nó câu như thế nào, rồi bắt cách là bắn như thế nào, rồi bắt đầu là sử dụng hồng tâm đạn đôi lúc nào ha. Nhưng mà mình chơi là tự động, ô tô tự động như thế này là mình thấy không bao giờ ăn được, mình chơi 10 lần cũng thế thôi, mình bắn đạn nhỏ đạn lớn gì cũng không phải ăn được, chỉ có tốn item thôi anh em, chỉ có tốn hồng tâm và đạn đôi thôi, chứ còn không phải ăn cá được, không phải lên vàng được anh em. Nó cái khua không khua mà ăn không ăn đó, nó cứ trung bình. Thí dụ mình một là mình đi một mê 30 đi, một bê 30 đi, mà cứ bắn tự động như thế này thì hồi nó cũng trả về cỡ đó, hoặc khu chút đỉnh hoặc ăn chút đỉnh anh em, không thể lên được đó. Mình chơi bao nhiêu lần mình biết rồi, bắn tự động này không bao giờ mà nó cho chết cá nhiều anh em, không biết là nó ghim cái ạt của mình hay là sử dụng hồng tâm đạn đôi, rồi bắt đầu là cá nó chết nhiều, bắt đầu thì cá nó lỗ mà sao mình không.
không hiểu được cái thực tốt của y cá ha. Nhưng mà tất nhiên nó sẽ cài đặt anh em. Ai bắn bình thường, ai bắn sử dụng hồng tâm đạn đôi mà ô tô tự động là nó không cho anh em ăn nhiều đâu. Nó cứ giữ chân giữ trung bình vậy đó, lên xuống là cứ là cũng quầy vốn lên xuống, nhưng ăn uống là cũng chả bao nhiêu, mà thua cũng không bao nhiêu anh em, thậm chí thua đó, chứ không ăn anh em, thua đó chứ không có ăn đâu. Anh em chơi tự động thử đi, anh em bấm cái cách như kiểu mình thử đi, anh em thấy có ăn hay không biết liền. 10 lần thử coi anh em, thí nghiệm 5-7 lần thử coi xem có ăn không, có ăn được cái cá không, đang là chỉ thua với quầy vốn. Mình bắn 15-16 phút rồi đó, bây giờ là khu đang khu nha anh em. Nếu mình ăn được cái con này thì có thể là lấy vốn lại nè, còn không nó cũng đều à. Hồi nãy 1B30, bây giờ 1B10 mấy thì cũng chả ăn bao nhiêu mà chả thu bao nhiêu đó. Nó là như vậy, chỉ tốn item thôi, tốn đạn đôi và hồng tâm thôi, cá không chết, bắn tưng. Thà anh em bắn là bắn bình thường thôi, cứ sử dụng đạn đôi, mình cứ bắn này, không chết cá nhỏ thì mình cũng đã lấy vốn rồi, hên mình ăn con boss thì như vậy mình lời ha. Chứ còn mình cứ đè đầu bị hồng tâm với đạn đôi này, là hồng tâm là nó dí cái con bự nhất ở trong bàn đó, nó chĩa vào cái con bự nhất đó, mình vừa ăn được cái con cá hàng tài ha. Đó, ăn cá hàng tài như vậy cũng quay lại bình thường, quay lại coi như là quỳ vốn. Anh em thấy không, không ăn không thua, không lên được đó, phí đó. Chỉ phí hồng tâm đạn đôi thôi. Khi mà sử dụng hồng tâm á, là anh em bắn được cái con bắn bình thường, ăn được cái con mèo, ăn được cái con là tam vĩ đúng không, ăn được tam vĩ thì anh em sử dụng hồng tâm để dí cái con là có thể là dí con mèo hàng xóm hoặc là dí con rồng, thì may ra ăn được mấy con boss đó thì anh em lời. Chứ còn sử dụng hồng tâm liên tục đó, anh em thấy ăn như thế, ăn được giờ bây giờ vẫn còn 1B20 lỗ hết 10 mươi đó, nói chung lỗ không bao nhiêu mà ăn cũng không được bao nhiêu đó, là như vậy đó. Mình bắn nhiều lần lắm rồi anh em, chứ không phải là lần này mình đưa lên đâu đó. Anh em thấy đó, bây giờ có 1B10 mấy rồi, thấy không, nếu mà có ăn con rồng thì chăng nữa hiện cũng quầy vốn mà đó. Chỉ hoài là từ khi nào ăn được con cua thôi, với lời chút đỉnh thôi. Anh em thấy không, cá đó, cá nó trâu như thế đó. Cá tam vĩ, ăn đạn tam vĩ mà xỉa vô con rồng, con rồng còn không chết. Lỗ anh em, lỗ 20 mê rồi. Thôi xin chào anh em nha, ăn thử nghiệm thế cho anh em xem thôi.